chiến trường Đông Âu tiếp tục sục sôi với loạt diễn biến nóng trên chiến trường. Giao tranh ở làng Lyubimovka ở vùng Kursk, lực lượng tinh nhuệ Nga tan tác sau trận đụng độ ác liệt với Ukraine. Tướng Zelensky của Ukraine đi nước cờ ở mặt trận khiến Tổng tư lệnh Nga Gerasimov hoảng sợ. Ukraine tưng bừng chiến thắng ở Donetsk, quân Nga tiếp tục bị đánh bại ở chảo lửa Bobrovsk. Mỹ hành động lớn, vũ khí gây ác mộng cho xe tăng Nga sắp xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Nga không kích vào tòa nhà cao tầng Kharkiv khiến nhiều người bị thương. Ukraine dập tắt tin đồn kế hoạch chiến thắng bao gồm đóng băng tiền tuyến Nga. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Giao tranh ở làng Lyubimovka ở vùng Kursk, lực lượng tinh nhuệ Nga tan tác sau trận đụng độ ác liệt với Ukraine. Kính thưa quý vị, các đơn vị của lực lượng tấn công đường không của quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới của lực lượng dù Nga trên lãnh thổ khu vực Kursk. Quân đội Nga sử dụng xe chiến đấu bộ binh cố gắng chiếm làng Lyubimovka và tiến vào từ phía tây bắc của ngôi làng. Nỗ lực phản công của người Nga đã kết thúc trong thất bại đối với họ. Đoạn phim về trận chiến được Cục Truyền thông của Bộ Tư lệnh Lực lượng dù Ukraine công bố trên kênh Telegram chính thức của cơ quan này. Việc sử dụng thiết giáp chở bộ binh BMD cho thấy đây là các đơn vị đổ bộ đường không của Nga thuộc Trung đoàn dù 51, tức là một trong những đơn vị tinh nhuệ của Nga. Tuy nhiên, họ đã sử dụng một phần con đường chính đến từ Snagost, nơi một chiếc BMD bị mìn xé nát. Điều này được một chuyên gia quân sự Đức đưa tin trên mạng xã hội với biệt danh Tender. Báo cáo lưu ý rằng người Nga đã nỗ lực đánh đuổi quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk. Quân đội của Putin đã huy động 14 đơn vị thiết bị quân sự tham gia cuộc tấn công, bao gồm 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe bọc thép chở quân. Các phương tiện cũng được trang bị thêm khả năng bảo vệ chống lại máy bay không người lái. Chuyên gia lưu ý, nó kết thúc với thương vong nặng nề của quân Nga, bao gồm việc phá hủy ít nhất 5 xe chiến đấu bộ binh và cái chết của một số binh sĩ không xác định. Bản thân ngôi làng bị bao vây ở Nga đã hứng chịu những đòn nặng nề. Để định hướng rõ hơn, tôi đã thêm một bản đồ. Đánh giá qua video, máy bay không người lái FPV của lực lượng vũ trang Ukraine đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công cũng như mìn chống tăng được đặt trước. Chất lượng quay video không thể xác định rõ ràng số lượng thiết bị của Nga bị Ukraine phá hủy. Tuy nhiên, đoạn video cho thấy ít nhất 6 xe địch đã bị tiêu diệt. Lính dù Ukraine nhấn mạnh rằng trận chiến đã kết thúc với thất bại thực sự đối với quân Nga. 5 xe chiến đấu bộ binh của địch, 1 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân bị phá hủy và hàng chục lính Nga đã thiệt mạng. Số lính dù còn sống sót của Nga vội vã bỏ chạy khỏi chiến trường. Trước đó, đài LOTWA đưa tin các kênh quân sự Nga đang hoảng loạn vì quân Ukraine đổ bộ vào hậu phương của lực lượng đang tiến công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Tướng Zelensky của Ukraine đi nước cờ ở mặt trận khiến Tổng tư lệnh Nga Gerasimov hoảng sợ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Alexander Zelensky đã đến thăm tiền tuyến và chụp ảnh chung với quân đội Ukraine. Những bức ảnh đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó lưu ý rằng chỉ huy quân đội Nga Valery Gerasimov sẽ không bao giờ quyết định hành động như vậy. Người dùng viết rằng sự khác biệt giữa Nga và Ukraine thậm chí còn thể hiện rõ ở điều này. Blogger nổi tiếng người Ukraine Denis Kazansky đã bình luận về bức ảnh, nhấn mạnh rằng quyền lực của Gerasimov trong các đơn vị Nga thấp đến mức ông có thể bị chính binh lính của mình bắn. Trong khi Zelensky thể hiện sự gần gũi với quân đội và duy trì tinh thần quân đội, thì Gerasimov, theo blogger, đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của quân đội Nga. Theo nhiều blogger quân sự Nga, chính Gerasimov là người thiếu năng lực lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tấn công thịt, dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội Nga. Và cụm từ Gerasimov, soi kêu, đạn pháo ở đâu đã trở thành một meme trên Internet. Những bức ảnh của Zelensky đã gây ra làn sóng bình luận tích cực và trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Ukraine tưng bừng chiến thắng ở Donetsk, quân Nga tiếp tục bị đánh bại ở chảo lửa Bobrovsk. Lữ đoàn Olesya Dobrovskaya số 68 Ukraine đã gây tổn thất cho một nhóm thiết giáp tấn công của Nga ở khu vực Bobrovsk. Lữ đoàn Shrekia số 68 báo cáo rằng quân Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công cơ giới. Hệ thống pháo binh, một đơn vị UAV tấn công và binh lính đã được triển khai để chống lại cuộc tấn công của Nga. Quân đội chia sẻ,
trong vòng chưa đầy một ngày nhờ sự phối hợp hành động của các phi công máy bay không người lái FPV và lính pháo binh, chúng tôi đã phá hủy được 5 xe chiến đấu bộ binh của Nga. Một số loại xe chiến đấu bộ binh của Nga đã bị tấn công bao gồm BMP-2, BMP-2675, SB-3KDZ và BMP-3688M, SB-3KDZ. Hiện nay, quân xâm lược đã chuyển hướng nỗ lực sang các khu vực khác trong khu vực Bogros. Nói cách khác, Nga tiếp tục gây áp lực lên Bogros và Minograd, không phải trực tiếp mà là về phía nam tại Ukraine, Sakhalin và Hennik. Theo cách này, quân xâm lược Nga đang cố gắng tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và mở rộng vùng chiếm đóng ở khu vực Bogros. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào tuần trước, lần đầu tiên sau nhiều tháng, quân đội Nga đã thực hiện hầu hết các cuộc tấn công bên ngoài khu vực Bogros, dẫn đầu là khu vực Kudakov. Xung quanh Kudakov, một thị trấn có dân số trước chiến tranh gần 20.000 người và là nơi có một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở Donbass, các cuộc tấn công cơ giới ồ ạt của quân đội Nga vẫn diễn ra. Ở những khu vực khác, các xâm lược sử dụng chiến thuật di chuyển bằng các nhóm bộ binh nhỏ bằng cách đi bộ hoặc đi xe máy. Mỹ hành động lớn, vũ khí gây ác mộng cho xe tăng Nga sắp xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Hãng tin Defense News cho biết nhiều khả năng không quân Ukraine sẽ có trong biên chế trực thăng tấn công AS-1Z Viper hiện đại. Ukraine đang tích cực thảo luận với Mỹ về khả năng mua 12 máy bay trực thăng chiến đấu Bell AS-1Z Viper vốn ban đầu được dành cho Pakistan. Những chiếc trực thăng này được sản xuất trong năm 2017-2018 nhưng chưa từng được chuyển giao cho Pakistan vì lý do chính trị liên quan đến quyết định của Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Islamabad. Pakistan ban đầu đã giành được các hợp đồng mua AS-1Z vào năm 2015 và 2016 thông qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài được tài trợ trực tiếp bởi ngân sách của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào năm 2018, Washington đã đình chỉ hợp tác quân sự với Pakistan, cáo buộc nước này nỗ lực chưa đủ trong cuộc chiến chống Taliban và các nhóm cực đoan ở khu vực biên giới với Afghanistan. Do đó, những chiếc trực thăng AS-1Z đã được gửi đến kho bảo quản tại căn cứ Davis Mountain ở Arizona. Giờ đây, những phương tiện này đã trở thành chủ đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Theo nguồn tin, Kiev quan tâm đến việc tiếp nhận các máy bay trực thăng bởi chúng có thể nâng cao đáng kể tiềm năng chiến đấu của họ trong cuộc chiến hiện nay với Nga. AS-1Z Vipers là trực thăng đa năng được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa Hellfire và khí tài nhắm mục tiêu chính xác. Việc triển khai AS-1Z sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine có thêm khả năng cơ động và hỏa lực mạnh. Mặc dù những chiếc trực thăng này gần đây đã được chào bán cho Slovakia, nhưng Kiev đang cố gắng vận động để tiếp nhận chúng, bởi nhận thấy rõ tiềm năng trong việc tiêu diệt thiết giáp đối phương mà chiếc máy bay lên thẳng này mang lại. Nga không kích vào tòa nhà cao tầng Kharkiv khiến nhiều người bị thương. Theo các quan chức địa phương, hơn 30 thường dân Ukraine đã bị thương vào Chủ nhật sau khi Nga tiến hành một cuộc không kích vào một tòa nhà cao tầng ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết ít nhất 35 người đã bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật, khiến một tòa nhà chung cư 12 tầng bốc cháy. Terekhov cho biết một quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng tầng 10 của tòa nhà và ngọn lửa đã nhấn chìm 4 tầng. Trong khi đó, thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Siniehopov đã viết trên Telegram vào Chủ nhật rằng 3 trẻ em 1, 4 và 12 tuổi đã bị thương trong vụ tấn công. Độ tuổi của các nạn nhân trưởng thành từ 33 đến 86 tuổi. Trong bài đăng trên X, trước đây là Twitter, vào Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn lực lượng cứu hộ đang giải cứu người dân khỏi tòa nhà chung cư bị hư hại và đưa ra lời kêu gọi tới cộng đồng quốc tế. Ông viết, thế giới phải giúp chúng tôi tự bảo vệ mình trước máy bay quân sự của Nga và hàng chục quả bom dẫn đường cướp đi sinh mạng của người Ukraine mỗi ngày. Khủng bố này có thể bị ngăn chặn. Vụ tấn công ở Kharkiv xảy ra trong bối cảnh Ukraine và Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai quốc gia này vẫn tiếp diễn trong hơn 2 năm. Không quân Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã bắn hạ 10 trong số 14 máy bay không người lái và 1 trong 3 tên lửa mà Moscow phóng trong đêm.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn được 29 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Ukraine tiến hành đến chỗ Nhật ở các khu vực phía Tây và Tây Nam nước này và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sáng chủ nhật ở khu vực phía Tây Ryazan. Theo thống đốc khu vực thành phố cảng Biển Đen của Ukraine, Oleg Kipper, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào vùng ngoại ô Odessa đã giết chết một cặp vợ chồng và làm một người khác bị thương vào đêm thứ Bảy. Không có thiệt hại nào do các mảnh vỡ rơi xuống ở khu vực phía Tây và Tây Nam nước Nga. Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga thông qua mẫu trực tuyến và Bộ Ngoại giao Ukraine qua email để xin bình luận vào chiều chủ nhật. Ukraine dập tắt tin đồn kế hoạch chiến thắng bao gồm đóng băng tiền tuyến của Nga. Ukraine đã bác bỏ các báo cáo cho rằng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky bao gồm lệnh ngừng bắn một phần hoặc đóng băng tiền tuyến trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Lời phủ nhận này được đưa ra sau bài viết đăng trên tờ báo Đức Bild, trong đó tuyên bố rằng Ukraine có thể đề xuất lệnh ngừng bắn cục bộ như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xâm lược. Tờ báo của Bild được lan truyền rộng rãi trên cả phương tiện truyền thông Ukraine và Nga, tuyên bố rằng Zelensky đã chuẩn bị đề nghị Nga ngừng bắn ở một số khu vực nhất định trong vùng chiến sự, báo hiệu khả năng đóng băng các hoạt động quân sự. Tờ báo Đức đưa tin Zelensky dự định thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Joe Biden và các nhân vật chính trị khác của Mỹ trong chuyến thăm sắp tới Hoa Kỳ. Dmytro Lifvin, cố vấn truyền thông của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ báo cáo này, coi đó là thông tin sai lệch. Lifvin nói với Ukrainska Pravda vào chủ nhật, Bill đã phát tán một thông tin giả. Bill chưa xem kế hoạch chiến thắng và trong số ít người hiện đang tham gia vào quá trình chuẩn bị kế hoạch chiến thắng, không ai trong số họ nói chuyện với Bill. Ông nói thêm, Ukraine phản đối bất kỳ hành động đóng băng chiến tranh nào và lập trường này được truyền đạt bởi chính quyền Ukraine ở mọi cấp. Lifvin đã trả lời một cách rõ ràng, nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn cam kết theo đuổi một chiến thắng hoàn toàn. Ông nói, không ai sẽ trao cho người Nga Minsk-3 hay bất kỳ định dạng nào khác. Lifvin nói, điều quan trọng đối với chúng tôi là Hoa Kỳ phải ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine, không phải đầu hàng hay đóng băng hành động quân sự. Thỏa thuận Minsk là một loạt các kế hoạch quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến Donbass ở Ukraine giữa các nhóm ly khai vũ trang của Nga và lực lượng của Kiev. Những tin đồn cũng đã thúc đẩy một phản ứng mạnh mẽ từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Hyohi Tiki, người đã lên X để làm rõ lập trường của đất nước. Không, Ukraine không có kế hoạch chấp nhận bất kỳ đóng băng nào đối với chiến tranh. Nguồn tin đã nói điều này không biết gì về kế hoạch của Tổng thống Zelensky, Tiki đăng. Trong khi Zelensky lên tiếng về việc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế cho kế hoạch chiến thắng của mình, các chi tiết cụ thể của chiến lược này vẫn được giữ kín. Phát biểu tại cuộc họp chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev vào thứ Sáu, Zelensky xác nhận rằng ông sẽ trình bày kế hoạch của mình với Biden vào cuối tháng 9. Ông cho biết kế hoạch này là hệ thống các giải pháp kết nối được thiết kế để trao cho Ukraine sức mạnh cần thiết để buộc Nga phải đàm phán công bằng. Zelensky nhắc lại rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng đòi hỏi Ukraine phải bảo vệ nền độc lập của mình. Ông nói các cuộc chiến tranh xâm lược như cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine có thể kết thúc một cách công bằng theo nhiều cách, hoặc là quân đội chiếm đóng bị đẩy ra ngoài, hoặc ngoại giao bảo đảm rằng nền độc lập thực sự của đất nước được bảo vệ và đất nước được giải phóng khỏi sự chiếm đóng. Trong cả hai trường hợp, Ukraine cần có lập trường vững chắc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.